wonder how Islam started in smaller countries like Vietnam. In the month of Ramadan, alhamdulillah, I got a chance to visit many Muslim villages. One of those just started in the year of 2006. Can you imagine? It started with two people. Those two has their family members living in America. Their family member was making dawah to them. They became a Muslim in Vietnam. After that, they went study abroad. They came back, bring the correct aqidah to the village. In this video, I'm going to share with you an interview of two important individuals. One of those has been there since day one. He embraced Islam in the very early stage. And he's going to talk about all of those events happening back then. And another person is the local imam. He's going to tell you how the masjid was built and expanded because of the increase in the number of Muslim population. So let's get started. Từ năm 2006 bắt đầu hình thành Islam tại Tân Hòa Bắc Bình, Bình Thuận. Lúc đó thì khó khăn lắm, bên địa phương rồi bên lãnh đạo Hồi giáo và Ni thì họ rất là làm khó khăn cho mình. Lý do gì mà người ta lại làm khó mình vậy? Mình bên Hồi giáo và Ni mình cải đạo qua Islam á thì họ sẽ mất mát đi một miếng ăn, thì mình không có cúng kiến, mình không có thờ phượng họ, mình có lệ thuộc họ, mình tự độc lập mình. Con có nghe nói về xung đột giữa người dân ở đây, chứ có thể nói thêm vào cái thời điểm đó nó như thế nào không ạ? Ngày 11 tháng 5 2008 thì đứa cháu đi chơi trên rẫy, lúc đó nước lớn lắm, thì xong nó bị chết đuối, nhà lên tìm 3:30 chiều mới tìm thấy xác, mới đem về. Đem về thì bên bà Ni thì họ không cho đem vô nhà, người chết ở ngoài đường đó. Mình mới đi làm tới ông Buông, ông Sư Cả đó, họ cho ngày cho mình để làm tắm ăn cho bé đó, họ không cho. Tại vì gia đình nó là có người vô đạo Islam này, họ được phạt mình, phạt 10 mâm cơm rồi số tiền 20 triệu. Thì lúc đó thì thời điểm kinh tế khó khăn mà làm gì có tiền tới 10-20 triệu rồi bà. Cái gia đình không chịu, có một số người thôi ẩm được vô nhà để đó, thì họ cũng không có nói gì. Tới chiều tối xâm nhân ma thịt xong thì cũng ổn, họ hàng cũng tới đông lắm. Tới 7 giờ thì bắt đầu cục đá đầu tiên ở ngoài á dục vô, một hai cục vậy, nó dục trước sân thôi à. 10 phút sau là bắt đầu nó ầm ầm vô, bắt đầu chạy hết, chạy vô nhà đóng cửa. Lúc đó là Muslim mình lên tới 60 người rồi, chạy qua hai bên, chạy bên này, chạy bên này đóng cửa. Nó ném lúc đó đã lắm, làm như súng chiến tranh luôn mà. Thời điểm nó đông lắm, mình không có gây, họ tự làm thôi à. Đập phá tới 11 giờ 12 giờ mấy khuya là bắt đầu mới ổn. Thiệt hại lúc đó như thế nào ạ? Thiệt hại nhiều lắm, hết luôn 100%. Mấy chiếc xe Honda nát hết, rồi hai cái nhà là không còn gì hết trơn, toàn bộ người cũng bị thương nữa. Nhà bên đây là nhà bằng kiến, rồi nhà bên đây thì nhà gỗ, họ lấy cây rồi họ lấy đá, mà đá xây tường bự bự vậy nè, ném vô mà hên không có ai chết. Lúc đó có bao nhiêu người tấn công? Mình núp trong nhà mà làm sao mà đông lắm, hình như là cả 3 xóm luôn á. 3 xóm khoảng 2,000 mấy trăm hộ, 2,100 hộ nguyên đi hết, kéo đông nghẹt luôn mà. Lúc đó con của chú đi học thì cũng bị bạn bè phân biệt. Tất nhiên luôn, mình nó phân biệt, nó không có hỏi thăm gì hết, kể cả người bà con gần mình nó cũng hỏi thăm. Rồi mình đi ra đây này mình mua nè, cá mua rồi họ không bán. Ngày đó vô chú đi làm lúa xong rồi đến ngày gặt lúa rồi nó không có cho máy đi gặt, mình phải đi mướn người khác ở trên về lại gặt đó. Nó cô lập kinh tế mình á. Trong thời điểm đó có cái gì mà làm cho chú vẫn vực dậy tiếp tục làm mọi thứ bình thường? Thì anh em cũng đồng lòng, lúc đó thì người có 2 người lớn thôi, quyết tâm một lòng thôi, mình làm có gì mình ăn đó. Còn lại là trẻ em hết hả? Còn lại là mấy người nhỏ không à, mấy đứa cháu thì họ không biết gì đâu, mình phó thác cho Allah, chết cũng Allah, sống cũng Allah, đói cũng Allah, người no cũng Allah. Bắt đầu từ từ cái mình hình thành. 2010 thì mình làm cái nhà bên đó, tại vì bên đây thì cũng không đủ nữa, lúc đó là lên gần cả 100 người rồi đó. Họ cô lập càng nhiều thì Allah cho người bạn sơn càng nhiều. Có lập như vậy mà làm sao mọi người lại biết đến Islam để mà cô? Bà con anh em là mình đầu trước, mấy người mà sang lân cận thì họ chỉ 1-2 hộ thôi. Mình sống với họ, họ cảm thấy mình tốt, họ tin được, họ tin được cái tôn giáo Islam. Họ thấy họ làm mình vậy rồi mình không có thù, không có ghét họ, không có nói gì họ, thậm chí mình còn cái giúp đỡ họ nữa. Mà lúc thời điểm đó thì Sầm Ách thì mình đi Phan Rang thôi à, đi học kinh Quran rồi đi học cái nghi thức hành lễ rồi. Lúc đó khổ lắm, đi chiếc xe mà đi hư rồi chiều nhau đẩy rồi thấy nó thảm mà hai tuần nào cũng đi á. Lúc đó y manh lắm, nó như cái gì đó phải mình tới ngày đó bắt buộc phải đi. Cứ sáng là bắt đầu là một cặp có con kèo con đi, 2 vợ chồng đi đó. Mà xe đâu có xe như bây giờ, xe lúc đó mà xe thời Trung Quốc, xe cũ, xe cà tàng đi đứt xe đứt gì tùm lum hết. Từ đây đến Văn Lâm là bao xa? 70 cây đó. 70 cây là mấy phút? Đi nhanh thì tiếng 10 phút. Tổng cộng là 2 tiếng cả đi cả về. 2-3 tiếng vậy đó, có khi đi ở lại, có khi đi là chiều về.
có bao nhiêu người đi? 5 hộ đó là đi hết, còn mấy đứa nhỏ thì cho ở nhà. Năm đó thì có một người bạn, thì bạn nói rủ về đây chơi, cũng nghe tiểu sử giống chú Hai Minh cũng nói là thì mình có cảm giác là giống với tiểu sử thời là phi lúc trước vậy đó, thì như phải đi đấu tranh để lấy tôn giáo của mình, để lấy cái chân lý của mình là Islam. Hôm đó là cũng tình cờ sau lá mật đẹp đó, thì khi mà mấy chú à dàn xong thì quay lại không thấy ai làm imam, mình cũng đặt một cái vấn đề đó, ủa sao có Islam vậy mà imam thôi mà cũng khó hay sao. Thì đối với địa phương mình thì rất là dễ thôi, imam thì mấy chục người mấy trăm người thì bình thường đó. Bắt đầu là mấy chú thì cũng hỏi nói con làm imam được không, thì cái vấn đề imam đối với những mấy chú mấy cô ở đây rất là lạ, chưa có ai đi học đó, nên đâu có biết ai làm imam để điều hành hành lễ đâu. Rồi bắt đầu mình cũng làm. Lúc trước là cái đất này nè, người dân đó thì có khi người ta cũng hơi thiếu kỳ, cũng nói ra nói vào vậy đó, đại khái là người ta không thích. Có người nó nói là vào Islam có tiền, có người nó nói là vào Islam có nhà, vào Islam để trả nợ ngân hàng đủ cái điều hết. Nhưng mà thực sự là Islam của mình là không phải cái thứ đó. Mình vào đây bằng cái đức tin của Allah Subhanahu wa Taala, bằng cái sự hành đạo của mình. Rồi từ đó bắt đầu là Islam dần dần nó ổn định. Rồi sau một thời gian đó, bên kia là nó đông quá, cái chỗ hành lễ không có. Là hai nhà luôn á, khi mà tới Ramadan là tới ngày thứ 6 là bên kia cũng đầy mà bên đây cũng đầy, nói chung là không có chỗ nào nữa. Thậm chí là hai cái năm đó là có người phụ nữ là solat ở dưới luôn, ở dưới lầu luôn á. Là lúc đó là cái đất này đã mua rồi, hồi đó còn hoang lắm, đây là đất ruộng mà nó thấp đi lắm. Nếu mà hình dung là hồi đó là không có ai làm nhà ở đây đâu, ở đây người ta gọi là khu kinh tế mới, là dễ bị lụt hả? À, lụt lắm. Nếu mà muốn ở là phải đổ đất, phải tầm cỡ đổ cát đổ gì vô đó. Tới cái ngày nói là bây giờ đông quá, bây giờ làm sao giờ, cứ mỗi lần hành lễ chen nhau mưa rồi xả cây rồi phức tạp lắm. Rồi bà con mới suy nghĩ ra, mấy chú nói bây giờ chỉ có mình vận động để làm một cái nhà riêng thôi, cứ như vậy thì nó khổ. Alhamdulillah mình cũng vận động, cũng có chút ít rồi kinh phí làm cái nhà này. Thì làm cái nhà này á thì làm một cái bản thiết kế là mình làm nhà thôi, chứ thực sự là cái nhà đó là mục đích để mình hành lễ. Dân ở đây người ta cũng đi thư kiện tại sao cho những người Islam xây thánh đường. Đang làm cái nhà đó họ cũng chỉ mấy lần, mình không có ngừng, nhưng mình xây cái tường rào để mình che lại, đừng có cho họ thấy mình làm gì trong này. Có người những người thợ người ta không muốn làm, người ta sợ, nhưng mà có một số thợ người ta nói người ta làm ăn tiền người ta đâu có sợ. Thì nếu mà không làm tiền đâu người ta nuôi vợ con người ta, thì người ta cũng kiên quyết, người ta cũng muốn giúp đỡ mình, phần người ta cũng muốn làm để cho kinh tế gia đình người ta chứ. Bên mình đi người ta cũng báo cáo lên là họ làm thánh đường chứ không phải làm nhà. Rồi bên môi trường như lại xem nó nói, ủa người ta làm cái nhà mà có cái phòng khách phòng gì của người ta đầy đủ rồi, có nhà tắm nhà cầu gì của người ta mà. Thì cũng làm, chính quyền cũng người ta cũng hỗ trợ mình cái phần đó, người ta cũng giám sát cho mình. Bên kia có động tĩnh người ta cũng báo với mình, rồi người ta cũng ngăn lại để cho xung đột. Rồi từ từ mình làm được cái nhà này. Đâu cũng khó nữa, hành lễ trong đó, xả chay trong đó, vừa xả chay xong rồi tới hành lễ phải lau chùi lại. Hành lễ rồi cũng thấy cũng khó khăn, rồi sau này cũng có vận động thêm mọi người một ít để làm cái ở nền đứng trước này. Có cái này thôi, chưa có cái máy này. Rồi xả chay rồi đó, xả chay mà mưa là phải chạy vô lại, phải vận động tiếp, từng ít mới làm được cái máy này. Thì làm cái máy này xong thì cũng là tạm ổn rồi, chuyện qua trong này bây giờ là đông quá, bây giờ làm sao. Chú của khu này là phải giờ gia đình ở nhà cụ này lại, ở trong đó để mình đập hai cái phòng đó ra để mình hành lễ luôn. Sau đó mình đập hai cái phòng đó xong là mình làm cái chỗ imam nữa đó, rồi sau mới làm lên cái này là họ cũng tới họ nói nó đang làm thánh đường nữa. Không, cái này là tôi làm nhà bếp, thì tất nhiên là nhà phải có nhà bếp chứ, chẳng lẽ nhà trong này bếp chung được. Cũng làm nhà bếp thiệt, cái này hiểu mình cứ như là mình chơi bằng tâm lý. Ok, xong vừa làm xong rồi mọc lên cái này đó, mọc cái lên cái này là phải nặng này, mọc lên cái trọng này nè. Ai cũng nhìn, ai cũng chụp hình đưa lên, nói là bây giờ là Islam bây giờ là làm càng rồi, giống xây cộng giống thánh đường. Chính quyền cũng mời mình đi, cũng nói ủa tại sao mấy anh mà dám xây cái cổng thánh đường ở đây. Mình hỏi lại tại sao anh nói là cái cổng đó cổng thánh đường đó, cái này cổng giống thánh đường thôi, nhà tôi muốn làm cổng thế nào tôi làm chứ đâu có liên quan gì tới. Rồi mình nói anh đi ra ngoài phân rí, anh đi ra ngoài phân thiết gì đó, thấy cái cổng người ta làm hơn cái này nữa, còn giống thánh đường ở nước ngoài nữa, mà tại sao anh không buồn người ta. Họ đuối lý với mình, họ cũng im, họ nói thôi mấy anh đừng có làm nữa, bây giờ dân người ta khiếu nại quá rồi, nói cái chuyện đó là chuyện của dân, còn cái chuyện của tôi là tôi làm, tôi không gì trái pháp luật hết. Rồi mời một lần hai lần cũng im đi, im một thời gian khoảng 6 tháng mà làm mới mọc cái bảng nó lên. Cũng một lần nữa chụp hình cũng làm nữa, đề nghị là tháo cái bảng xuống, không tháo cái bảng xuống là bị tình. Xã cũng mời đi nữa, cái nó bây giờ là tháo đi, tháo một thời gian đi, em gắn lên. Cái mình hỏi là nếu mà tháo một thời gian á là thời gian bao lâu, gắn là ai người gắn, chứ tháo xong rồi cái tiếp theo là cái gì. Bây giờ hai cái văn bản đó anh chưa trả lời tôi, có nghĩa là anh đã chấp nhận tôi sẽ gắn lên. Họ nói nếu mà cố gắng mà để như vậy là họ sẽ cưỡng chế. Rồi ok, nếu anh cưỡng chế thì anh cứ dựng, nhưng mà tín đồ của tôi là không đồng ý. Nếu mà anh đi mà cưỡng chế trong đó mà có cái gì xảy ra là tôi không chịu trách nhiệm, tại chứ tôi làm là không có sai pháp luật. Cái bắt đầu họ nói nặng, họ nói lớn tiếng, xong họ nói thôi bây giờ tình cảm đi,
ông xuống đây, ông ổn thì mình gác lên cũng được. Ông nói có chuyện đó, giờ thì anh giỏi thì anh cứ lời anh tháo đi, tôi là tôi không tháo, nhưng mà anh lời anh tháo thì tín đồ tôi ở đây nó làm gì là tôi không có bảo đảm tới bây giờ luôn. Thông tin đó nhờ có Covid-15 rồi đó, mình kết hợp với địa phương, kết hợp với lại đạo xã, vận động những cái nguồn để hỗ trợ những người bà con mình bị Covid. Islam cũng có mà không phải Islam cũng có. Mình đã hỗ trợ từ đầu cho tới cuối, từ khi mà ở đây bị bùng phát dịch, tới dịch hết luôn, cho tới kia như là hết phong tỏa luôn. Mình lúc nào mình cũng đi đồng hành với địa phương, với lãnh đạo ở đây. Thì từ đó thì năm nay vào Ramadan thì ở thăm mình đó. Không có gì nói hết á, mỗi lần họ vận động cái gì mình đều đáp ứng hết. Thậm chí vừa rồi là cái mùa Covid đó, mình đi lãnh quà về đó, mình phát cho người dân không phải Muslim á, là gấp 5 gấp 6 lần so với những người Muslim. Có nghĩa là bao nhiêu là cho hết, Muslim mình lâu lâu á thì mới có. Họ thì hàng ngày, từ đó người dân người ta nói, người ta đâu có làm gì mình đâu mà tại sao mình cứ đi tự người ta hoài. Mùa dịch người ta cũng cho gạo, cho mì, tôm, tại sao mình cứ kéo nhau đi nói xấu rồi cứ chuyện bên này bên kia rồi đảo mới là công ty rồi. Từ đó thì tham lắm, đa số người ta đồng tình, người ta hiểu mình. Chỉ có vài người người ta bỏ phụ thôi, người ta cần phương cách sử dụng tuổi thanh niên rồi có chất men gì trong người đó, ném đá ném gì á. Hôm nay thì ông tham không có. Nếu sang một lĩnh vực gì đó mà mình không biết thì mình sẽ tìm cái nguồn như thế nào? Lĩnh vực tôn giáo thì không nói rồi, nhưng mà lĩnh vực khác như là về văn hóa hay là về giấy tờ, mình cũng có quen biết những cô chú rồi cũng làm ở huyện, làm ở xã thì người ta sẽ tư vấn cho mình. Mà cô chú đó có phải Muslim không? Không, cô chú đó là người kinh mình hồi đó người ta cũng nghe nó là gọi là đạo mới, người ta nghe nó là Islam. Islam là người ta nghe thông tin ở đây, người ta đi mét ở huyện nói là ghê gớm lắm, cứ nghĩ tới Hồi giáo, người ta nghĩ tới IS, khủng bố. Khi đó mà không biết, khách mình đi uống cà phê này kia đó xin gặp, bây giờ người ta hỏi thiệt sự. Hồi đó nghe nói đạo của bên em á là ghê gớm lắm, nhưng mà không, cô chú thấy đi một thời gian cô chú thấy tụi em đâu có cái gì đâu. Từ đó mình đi chơi với họ, mình không có lợi dụng gì họ hết, với lại mình đi chơi với họ mình không có rượu bia, không có tầm bậy. Họ nói là tôn giáo nào mà nói là con người mà không có thuốc lá, không có rượu bia, không có gái gú là người ta rất tôn trọng mình. Và sau đó họ mời tới nhà chơi, đi ăn ở đâu họ cũng mời, từ từ kia như là quen biết, giống là cái tình cảm con người với người đối xử với nhau đó. Họ có một cái gì đó muốn giúp nhau, mấy cô kia có cái vấn đề gì khó khăn đó ở xa đi rồi nó nhờ mình đi làm gì đó, ok mình chạy tới nhà mình cũng phụ làm, có qua có lại hả, có qua có lại thôi. Thì bây giờ từ đó là có một cái gì là một đưa con người mình gần lại với nhau, quên đi cái sự gì là dân tộc hay là tôn giáo, người ta quên đi cái đó. Nhờ có cái đó thì tham mình ra cái tôn giáo mình đúng là cái tôn giáo hòa bình. Từ đó mình thấy là cái chữ tôn giáo hòa bình đó là cái chỗ đó. Islam thì ai cũng biết về Islam, nhưng mà muốn giữ Islam cũng phải là vậy. Nếu mà nói về tạo và ai cũng nói được, nhưng mà muốn tạo và một cái người nào để trở thành những người mà đi tìm kiếm lấy của Islam không đơn giản. Phải qua nhiều giai đoạn, phải qua nhiều cái khó khăn. Rồi mình sống một cái cộng đồng nào muốn hài lòng tất cả mọi người không phải là một đơn giản. Phải bàn lại, phải đoàn kết với nhau. Islam của mình á, từ sơ khai tới bây giờ lúc nào cũng có kẻ thù định thập cho mình hết á. Nhưng không có sao, ở phía sau mình sẽ có Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ che chở và bảo vệ cho mình. Đừng có chán nản, mình sống vì Allah Subhanahu wa ta'ala, mình phải tin vào cái tốt hay xấu đều do Allah Subhanahu wa ta'ala. Nếu mình cố gắng làm như thế nào mà Allah không cho thành thì không thành. Nếu mà tuy là mình làm ít nhưng mà Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ cho thành công lớn. Đó là cái vấn đề định tâm của mình. Mình làm vì Allah theo cái khả năng của mình, chứ đừng có mê cái việc lớn xong rồi mà quên đi cái bản thân của mình với Allah là không có được. Mọi người hãy cùng nhau để mình đoàn kết lại Islam cũng như Việt Nam ở thế giới cũng vậy, mình phải đoàn kết với nhau. Có sự đồng cảm vì kalima, vì cái câu shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Muslims are like one body of a person. If the eye is sore, the whole body aches, and if the head aches, the whole body aches. Listening to this story, I was like, wow, this kind of things actually happen in this time? But then it made me think of the conflicts happening in Syria, in Palestine, in many Muslim countries. The more I listen to the difficulty that my brothers and sisters has to go through, I realized that I wasn't aware of how easy it was for me to pray, to do any act of worship. Shouldn't we try to become better Muslims when we have the opportunities and safetiness to do so? What are your thoughts when listening to this story? What changes do you want to make in yourself?